nơi nghỉ ngơi trong cabin mộc mạc, khám phá vẻ đẹp của cabin với nguyên liệu thô và thiên nhiên xung quanh. Đi sâu vào vẻ đẹp của cuộc sống trong không gian cabin được chế tạo một cách chuyên nghiệp của chúng tôi. Vẻ đẹp được thể hiện qua sức hấp dẫn vượt thời gian của những ngôi nhà được xây dựng bằng nguyên liệu thô. Mục tiêu của chúng tôi là đưa bạn vào cuộc hành trình khám phá vẻ đẹp thẩm mỹ của nguyên liệu thô, từ sự ấm áp và đặc tính của gỗ tự nhiên đến sự tinh tế chắc chắn của kim loại chưa qua xử lý, đồng thời làm sáng tỏ những bí mật đằng sau sự quyến rũ mộc mạc của chúng. Trong thế giới hiện đại ngày nay, nơi những thiết kế bóng bẩy và sang trọng chiếm ưu thế trong cảnh quan kiến trúc, thì vẻ đẹp về những cabin sử dụng nguyên liệu thô lại có một sức hút riêng. Những cấu trúc này thể hiện ý nghĩa về lịch sử, tính xác thực và mối liên hệ với thiên nhiên mà đơn giản là không thể tái tạo được. Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi khám phá vẻ đẹp và sự quyến rũ của những nơi ở khiêm tốn đã đứng vững trước thử thách của thời gian này. Một trong những khía cạnh quan trọng mà chúng tôi tập trung vào thiết kế của mình là tính bền vững của cabin. Chúng tôi tin rằng việc tôn vinh vẻ đẹp của vật liệu có nguồn gốc địa phương và phát huy tầm quan trọng của việc giảm thiểu tác động đến môi trường là điều rất cần thiết. Bằng cách sử dụng các nguồn tài nguyên thô và tái tạo trong việc xây dựng cabin, chúng ta có thể tạo ra những ngôi nhà thân thiện với môi trường, hòa quyện hoàn hảo với môi trường tự nhiên xung quanh. Khi hiểu rõ ý đồ của chúng tôi, bạn sẽ khám phá ra những lựa chọn thiết kế bền vững tạo nên nền tảng của những cabin có sự hòa quyện với cảnh đẹp của môi trường. Từ gỗ khai hoang có nguồn gốc đến kim loại tái chế được tận dụng từ máy móc cũ, mỗi vật liệu đều mang trong mình một câu chuyện phong phú và mang đến nét độc đáo riêng cho cabin. Chúng tôi tin vào việc khai thác vẻ đẹp vốn có của những nguyên liệu thô này và bảo tồn tính toàn vẹn của chúng cho các thế hệ mai sau. Đắm mình trong vẻ đẹp ngoạn mục của thiên nhiên với những trải nghiệm phong phú của chúng tôi, thông qua các cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, chúng tôi tạo khung cảnh đẹp như tranh vẽ đưa bạn đến một thế giới thường không bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn của cuộc sống hiện đại. Cabin trở thành nơi tôn nghiêm, nơi bạn có thể ngắt kết nối khỏi thế giới kỹ thuật số và kết nối lại với sự yên tĩnh của thế giới tự nhiên. Cho dù đó là thức dậy với ánh bình minh tuyệt đẹp trên những ngọn núi hay chìm vào giấc ngủ với những âm thanh êm dịu của dòng sông gần đó, thiết kế của chúng tôi sẽ đưa bạn đến một nơi thanh bình và bình yên. Tùy chỉnh và cá nhân hóa là những yếu tố chính mà chúng tôi đề cao trong những thiết kế của mình. Chúng tôi tin rằng cabin không chỉ có cấu trúc đơn thuần, mà nên phản ánh tính cách và thẩm mỹ của chủ nhân. Thiết kế của chúng tôi đề cao đồ nội thất thủ công và các điểm nhấn đặt riêng để biến các cabin thành nơi tôn nghiêm được cá nhân hóa, từ những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và những món đồ cổ điển cho đến các giải pháp lưu trữ tích hợp tùy chỉnh. Chúng tôi mạnh dạn sáng tạo để biến một cabin thực sự là một không gian sống thư giãn yên bình. Kênh của chúng tôi là điểm đến cuối cùng để bạn khám phá sự thơ mộng nguyên sơ của cuộc sống trong cabin. Cho dù bạn là người đam mê thiết kế bị mê hoặc bởi sự tương tác của các nguyên liệu thô, một người yêu thiên nhiên tìm kiếm sự an ủi trước vẻ đẹp của phong cảnh, hay chỉ đơn giản là người đang tìm kiếm nguồn cảm hứng cho nơi nghỉ dưỡng của riêng mình, thì thiết kế của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những khả năng vô tận. Đăng ký ngay bây giờ và tham gia cùng chúng tôi trên hành trình yên bình và đổi mới này. Hãy để chúng tôi mở khóa tiềm năng của sự thơ mộng và mộc mạc trong chính ngôi nhà của bạn, lấy cảm hứng từ sự ấm áp của nguyên liệu thô, vẻ đẹp của thiết kế bền vững và sự kết nối giữa thiên nhiên và kiến trúc. Cuộc phiêu lưu đang chờ đợi và chúng tôi ở đây để hướng dẫn bạn từng bước.